Thưa quý vị, các nền kinh tế mới nổi tại châu Á đang đối mặt với khá nhiều bất ổn, song tình hình mỗi nước lại mỗi khác, và phần tin sau đây sẽ là những nhận định và so sánh để có cái nhìn chung nhất diễn biến giữa các nền kinh tế khu vực. Xin mời quý vị theo dõi. Đây thực sự là một năm vất vả với nhiều nền kinh tế mới nổi tại châu Á. Ấn Độ thì đang chật vật vì khủng hoảng tiền tệ. Thị trường chứng khoán thì từ sàn Trung Quốc đến sàn Indonesia đều liên tục lao dốc khi nhà đầu tư tháo chạy để né các ảnh hưởng tiêu cực khi phía Mỹ ngưng một số chương trình hỗ trợ kinh tế. Nhưng dĩ nhiên mỗi nước diễn biến mỗi khác. Philippines hiện là nơi có kinh tế ổn định nhất khu vực, xét theo mức tăng trưởng GDP. Bên cạnh đó còn có Trung Quốc và Indonesia. Ngược lại, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Ấn Độ thì tăng trưởng chậm tốc nhất. Còn Việt Nam và Malaysia có tốc độ tăng trưởng trung bình. Nếu xét về mặt doanh thu của doanh nghiệp, Philippines lại một lần nữa đứng đầu khi có đến 2/3 công ty đạt kết quả kinh doanh đúng hoặc vượt kỳ vọng. Trong khi ở Hàn Quốc, Hồng Kông và Trung Quốc chỉ có 1/3. Nhưng mọi chuyện lại trở nên ảm đạm khi nhìn vào bức tranh của thị trường chứng khoán. Chỉ có 5 thị trường còn trụ lại, chưa rớt xuống mức đỏ. Và chỉ có chỉ số Nikkei và chỉ số chứng khoán của Việt Nam là tăng hơn 14%. Cuối cùng là bản đồ thị trường bất động sản. Số văn phòng cho thuê ở các thành phố lớn trong khu vực vẫn tiếp tục tăng. Điều này cho thấy thị trường khu vực vẫn đang làm khá tốt, đặc biệt ở Jakarta, Bắc Kinh và Bangkok.